Chào cả nhà, ngày chủ nhật cuối tuần. Cả nhà ăn cơm trưa nha, nằm võng thưởng thức mấy cái đồng hồ mới về chứ. Mà chắc mấy anh em toàn là nằm sofa với lại là nệm kim đen chứ võng ở đâu ra mà nằm. Tối không ta? Đợi tí, xong ngay. Nói chung là em tuy là hàng mới về liên tục, chủ yếu để phục vụ cho mấy anh em thế thôi, nhưng mà cái hàng hàng cũ á, cũng còn nhiều lắm. Tài thánh gì đâu mà về con nào bán hết con đó. Bán hàng khó lắm mấy anh ơi. Nhiều khi mà anh hỏi chúng mấy cái con mà hết là do mấy con đó là nó hiếm, nó độc lạ. Chứ còn mấy con thường thường á, thì cũng còn khá là nhiều. Sắp tới ngày 8 và ngày 9 tháng 9 em sẽ làm chương trình sale những cái mẫu cũ để cho mấy anh em đợt trước chưa chốt được thì mình sẽ dễ sở hữu ha. Chiếc Agenda này cũng mới về thôi, và thực sự là những cái mẫu Agenda này nó được một cái điểm, đó là nó là mới gần như là 100% chưa lên tay luôn. Dây dài, độ mới gần như là như mới, và anh em chỉ việc mua về mình cắt mắt mình xài thôi. Anh em sẽ là người đầu tiên sở hữu nó. Rồi, ok ha. Con này thì là một nửa trên sẽ là màu xám lông chuột, còn một nửa dưới nó kiểu màu trắng ngà hay là trắng nhạt đó. Thì các mẫu Agenda là nó thiên về thiết kế về màu sắc, nó phối màu. Rồi, chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là 1050 ha, size là 45 nha, size 45-46. Đây có thước đây. À 46 nè. Rồi 46. Rồi 1050 một em. Chiếc thứ hai sẽ là một em vuông, mặt màu nâu cà phê, và mặt của nó có trải tia. Ok chưa? Chiếc này thì em để lên cho nó một cái bộ dây màu nâu hợp với cái mặt, và đặc biệt là con này á, là nó kim và cọc số nó màu vàng nè, nó bắt sáng cũng đẹp, có lịch thứ và lịch ngày tiện lợi nha, núm vàng luôn. Cái hãng Zuka này là nó sử dụng máy của Seiko á anh em. Rồi, chủ nhật ngày 28. Như cái con này nó thiết kế là vặn xuôi vặn ngược, là chỉnh ngày chỉnh tháng, cho chỉnh ngày chỉnh thứ, nó cũng khá là tiện. Nói chung chiếc này thì độ mới cũng còn khá là tốt. Và anh em để ý ở đây nó có một cái dòng mẻ máy nè, 7N430ET0, đó là một cái mẻ máy của Seiko á. Cứ anh em mà thấy mà cứ kiểu 7N43 hay là G5S21, 5S này nọ thì nó là kiểu máy của thằng Seiko. Còn mà kiểu máy của thằng Citizen á thì sẽ là cứ GN24, GN4S, đại loại vậy. Rồi, chiếc này 600k, size chở khoảng 39-40 tròn. Tiếp theo sẽ là những em hàng rất là hay nha. Đây là một chiếc Dolce. Tiếng Anh là gì, Dolce & Gabbana, đọc vậy là sai nha. Con này phải đọc đúng của nó luôn là Dolce, nhưng mà về Việt Nam mình thôi cứ đọc là dạy gái đi, dê gái gì nè, dê và gà. Con này cái nó làm cái cục máy chắc lắm, nó nặng, cầm cục máy nó nặng chịch.
Điền thì không xây được, nhưng mà nó có một cái thiết kế, một cái kính kính lúp này, một cái lịch lúp ở góc bây giờ nó khá là độc lạ nha. Núm của nó có hình DNG này, có cái logo chứ quên. Núm của nó có khí này, cũng cũng nói chung là nó cái khâu hoàn thiện á, cái khâu hoàn thiện nó có nhiều chi tiết mà mình thấy nó cũng bỏ công sức vào đó nhiều, chứ không phải là hoàn thiện kiểu cho qua hay là cho xong. Mặt nó thì cũng có các cái chải ti, nó không phải là chải ti mà nó giống như là nó có sới, sới thẳng. Thiết kế này là cũng hay nè, khi mà nó có đối xứng ở vòng tròn góc 12 giờ và 6 giờ. Như vậy cái kim dây ở góc 6 giờ nó là kim dây của bộ đồng hồ chính, còn cây kim ở trên này sẽ là cây kim phúc của bộ thể thao, và cây kim dài này sẽ là cây kim dây của bộ thể thao. Đó, trôi luôn nè, để chưa. Thường những cái dòng máy mà 6 kim, 7 kim, 5 kim á, nếu như mà cái bộ thể thao của nó mà là nó trôi á, thì là nó sử dụng một cái bộ máy cao cấp. Đó, nếu bộ máy nó xịn hơn và nó mắc tiền hơn những cái dòng máy mà bấm chrono chỉ là kim giật thôi. Rồi, ok. Con này chắc cũng size to nha. Lâu lâu về đường em cũng hay hay ở cái chỗ có cái lúc góc 4 3 giờ nè. Đó, size 47. Đó, 5 kim. Đó, phối màu cũng khá là đẹp. Con này là dây dê em đã thay mới rồi. Khó zin nè. Đó, khó zin, khó đúc luôn. Dây dê là em đã thay một cái sợi dây cũng khá là bự. Đó. Chiếc này thôi để cho mấy anh em giá là 1250 nha. Em đã thay pin mới cho nó rồi, cho nên là anh em yên tâm. Kính còn đẹp rồi. Ok. Dạy gái 1250. Đây, con này hơi bị vip nữa nha. Đây là một em Citizen hàng nội địa Nhật. Cái thiết kế của nó mà anh em thấy ở trong nó sẽ chia ra làm hai lồng, lồng trong như thế này, và ở phía ngoài này nó có đánh mấy cái vòng gọi là caro khá là đẹp. Con này là kim dây chính của nó nằm ở cái vị trí 6 giờ và nó là titanium nha. Nè, có chữ titanium góc 4 giờ và lịch ngày cũng góc 4 giờ luôn. Con này thì dây cũng còn khá là mới, dây nó đánh dây nó là thép bóng ở giữa và ở hai bên cạnh sườn này chứ, và thép mờ, nhưng mà nó là titanium, một cái chất liệu mà không có phải bị dị ứng kể cả với nước muối biển. Khó zin nè. Nói chung con này thì miễn bàn, và con màu mẫu này cũng rất là ít gặp nha. Đây là base titanium nè, nguyên nguyên một cục titanium luôn á, chính vì vậy nó là nhẹ. Đây Japan Movement đó, cây China, máy này máy chính hãng của Citizen nha. Con này lên tay là bao bao chắc luôn. Anh em nào mà thích một chiếc đồng hồ mà chất nhưng mà nó lại nhẹ nhàng đó, thì là những cái chiếc titanium này rất là phù hợp. Tại vì có nhiều anh em nói đeo thép một thời gian đó, nó nặng tay quá, nhưng mà lại không thích đeo dây da, tại vì dây da nói chung mấy ảnh tay to đó, đeo dây da không có hợp. Con này là size 38 mà tính tới viền, còn nếu mà tính ăn gian luôn cả hai bên đây là 44. Nếu mà size cỡ 38 là cũng phù hợp với nhiều cổ tay của máy nêm lắm á. Chiếc này thôi để cho máy nêm giá là 1250 nha. Độ mới con này thì cũng còn rất là tốt. Con này dạ quang rất là đẹp nha. Con này là dạ quang xanh dương á,
Nếu mà từ đây tới tối mà vẫn còn thì tối em sẽ quay dạ quang chiếc này. Rồi, ok. Tiếp theo sẽ là một em hàng nội địa Nhật luôn nè. Con này thì đáng đáng để anh em chơi nè, bởi vì nó là ai nhìn kỹ nha. Cái mặt của nó là hình con cú vọ hay cú mèo gì đó, tùy anh em. Nhưng mà phía sau nè, bao Smith nè, có hình logo hình con cú à. Rất là đặc biệt ha. Japan ăn bản nội địa và sử dụng máy Citigen, nó cứ GN4QS là của Citigen thôi. Em lai lên lên bộ dây da nè, đẹp chưa? Bộ dây da này là chắc lắm. Và tổng thể cái mặt của nó thì nó có hai cái mắt ở hai bên giống như là mắt cú á. Và nó có cái con này là cũng cũng là 6 kim. À nó có 4 kim nhé, quên. Chà, con này mới về, em chưa biết hai cái chức năng, hai cái ô bên đây là cái gì luôn á. Để em vặn thử coi. Ba mươi một hai, ủa vậy cái đây đâu phải là lịch ngày đó. À rồi 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 hiểu rồi hiểu rồi, ok, để hiểu. Cái chiếc này là theo cơ chế giờ thể thao chronograph, thì khi mà bấm nút 2 giờ á, bấm cái nút gốc 2 giờ thì là kim dây của bộ thể thao bắt đầu nó sẽ nè, cái cây kim nhỏ ở dưới góc 6 giờ nó là kim dây của bộ chrono. Và sau khi nó chạy 60 giây á thì bên đây nó sẽ nhảy là 1 phút, đây sẽ là kim phút của bộ chrono, thì nó gồm 30 phút nè. Còn cái phướng bên này á, nó là kim 24 tiếng, thì cái lịch 24 tiếng nó sẽ xoay theo cái thời gian thực tế đó. Thì là đây là cái dòng kiểu chrono thôi, nhưng mà nó thiết kế hai bên chrono là cái hình con cú mèo mà. Rồi làm lúc nãy mình thấy có 30, mình tưởng là lịch ngày, nhưng mà lịch ngày là phải là 31 mới đúng. Rồi ok ha, con này cũng size chắc cũng to á. Đồ 41 nè, thôi con này quá chuẩn rồi. Rồi ok thôi, con này em sẽ để ra mấy anh em giá là con này để bao nhiêu đây ta? Rồi 1280 nha, 1280, mà trong khi là em đã lên một cái sợi dây dê rồi đó. Tính ra con này giá tốt, bởi vì những cái chiếc bao Smith trước của em cũng có giá khoảng đó, nhưng mà nó không có được độc như con này. Do con này là kim kim giật cho nên là em cũng để giá giờ cho anh em dễ chơi. Rồi ok, cảm ơn anh em.